Rồi buổi sáng kế tiếp Khang Minh test âm ly chào trả khách. Một con Crown 2400 đời đầu. Toàn bộ 24 con sò vương miện và cái đời nguồn vàng. Hai con tụ Phoenix vương miện. Nguyên bản gì và đẹp cực kỳ. Trao trả bác Hào trong trảng bom Đồng Nai. Thì vừa rồi bác Hào mua sắm trên Khang Minh một con Crown 1200. Và tiếp tục hôm nay bác ủng hộ thêm con này. Đấy, Khang Minh quay sơ qua test, sau đó là dán tem đóng gói lên đường. Đẹp, rất đẹp luôn. Qua video hình ảnh Khang Minh xin chân thành cảm ơn bác Hào đã tiếp tục ủng hộ sản phẩm. Hai cái nguồn tăng phồi từ con ốc sáng choa và hai bế sò 8187 và 8188. Đấy, 12 con vương miện mỗi bên. Khang Minh cho cái điện thoại vào cái con Crown thì nó mới ổn, bởi vì cái quạt gió nó thổi lên cái điện thoại phía trên. Mọi người thông cảm nhá. 8187 và 8188. Hai con tụ Phoenix vương miện. Đó. Vỉ cạc Alalock. Mặt máy Crown Macrotech 2400. Rồi. Kênh số 1 này. Kênh số 2. Mọi người quan tâm đến nhiều sản phẩm ý bán khác nhau, hàng tuyển chọn, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Hoặc là các bác quý anh em cần sự tư vấn nhấp máy hoặc là inbox Khang Minh qua Zalo 0912898787. TX835 đó, khi đặt trên kia mình lại đến đây. Cái này chắc phải cân hơn nhỉ? Có cân đi. Hai mấy? Hai mươi. Rồi em về đây. Này tiến đây. Cầm này. Cái gì? Cười quá sao cười luôn cả mẹ nhỉ?